Đuối nướng này cả nhà. Bác ngoài nè. Đây là đầu bếp chính mỗi ngày. Hello, chào mọi người. Nướng rồi. Bây giờ đổi anh đầu bếp ra. Thay ca với nhà, thay ca đầu bếp này. Kia nó rượu bò, nó chứ nướng gì. Làm bài bến Thượng Hải nữa là đậu hóa đúng luôn, cô vụ rồi. Lòn bánh. Lòn bánh. Lòn bánh. Cầm đi ăn gì, xong ăn. Tới công chuyện cả nhà. Đang làm mồi cả nhà. Quay. Bạn từ đây. Cá đuối nướng này cả nhà. Bác ngoài nè. Đây là đầu bếp chính mỗi ngày. Hello, chào mọi người. Nướng rồi. Nướng được, ăn được. Đen đen xuống rồi đủ. Chính đủ, chính anh là đầu bếp phụ hả? Quen lâu là lao công luôn rồi. Mới mướn được anh lao công may mắn. Cái đuối này màu chín thì nó bở chứ ta. Nước bữa nay nữa thôi, mốt cho tôi về ngâm rượu uống được rồi nha. Giỡn rồi. Lò này tới, lò này rồi. Xài 3 đời. Lò đó nè. Xong rồi bỏ chở dầu lên chiên phút 30 giây thì đâu mà vào. Gì? Không đủ mà mất lòng với em luôn. Khói quá trời khói. Chào mẹ gì đó. Chào. Có một chỗ ở cái tủ đó. Kéo Vũ ơi. Mưa có không nổi mà.
ông chờ cũng là gì làm ha, bây giờ tao yêu gì đó thử rồi mày. Mày quay quan mang. Nó lỏng lên tay cao mình đêm á, không buồn ngủ. Mưa mẹ chớp rồi. Hôm nay anh ăn bến Thượng Hải là mồi gì? Heo. Máu chương. Là nữ trao. Hãy có dây mà Vũ. Nướng cho nó ngon, để tao làm cho. Bây giờ đổi anh đầu bếp mà. Thay ca cái nhà, thay ca anh đầu bếp. Kia nó rượu bò, nó chứ nướng. Tiếp tục chương trình ruột non nướng chao. Lấy cái ly ngủ luôn em ơi. Kêu có ai đâu, kêu ra hết đây có ai đâu trong nhà. Cái ly mở em á. Đầu nó lắp nè. Đi ngủ đi lên. Cái nó vô thì vì đường ăn vô rồi nó là tỉnh liền. Nó mờ chứ vô miếng nó tỉnh mắt rồi hả? Cái mở cửa con xe luồn xe hết bon nha. Trước làm hắn lợi làm cho cái ông nằm trong tổ ông Thanh xong cái xuống thụ cái ông gì sửa hàng ở trang chú ở đầu tiền bán thẻ vô có mình nóng người ta không gì cái ông sửa đồ á ông tẩy đồ á chuẩn luôn có đâu nó lậm tay cả tao mà mày mới vô làm đâu chưa bánh mấy hả? Con 16 là con 15 rồi nó cái thì mình vô mấy bữa làm phải vô mấy bữa. Ừ. Làm được năm đúng không ta?
làm được 10 tháng à. Cho năm đêm 10 tháng, 10 tháng là nó cũng bảo hiểm không tính một năm rồi. Nhưng mà bảo hiểm là tôi rút là tôi dồn lại rồi qua bên FM làm mấy năm mấy nữa. Ừ. Chứ nó vô công ty làm chứ em làm như ở đây nè, vợ nó cứ làm đây nè, rồi xong làm bên đây làm được mấy cái ngoài làm được luôn chứ cuối cùng phải nhảy vô công ty làm sao nào có tiền này tiền kia chứ làm ngoài làm bông chết thì được. Giờ anh muốn 3-4 năm là làm mấy cái kia ngoài không nè, nếu mà có hàng nhiều á mình may cũng có tiền hết. Nhưng mà tới chừng em đứng vậy rồi làm hết tiền á, không có tiền gì hổ hỉ cho em chứ. Quên chị ba mà nhậu hết luôn, ai nhậu rồi lắm em tí rồi. Trong trên còn là đây có nắng vậy. Tới đường xe thấy em lắc đầu sơn tí. Trời xe của ai cho mượn vậy làm đỡ anh được. Em có cái cách này nha, để cho đó. Anh thu vô lại chứ. Thu vô lại chọc anh chảnh. Thôi được rồi. Thôi 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 đi thôi đi bỏ đi. Mày cầm đi, mày cầm xuống đi. Rồi. Anh thu bây giờ thu vô lại. Thôi nè, khoan thấy nhậu cầm gì nè, để dây nè, đó. Hết mưa rồi, hết nạn rồi. Hết không gió đâu không đàn à. Rồi. Vô để ly luôn kìa. Hết rồi, hết cạn rồi tắt đi. Thanh Vinh Huệ chú Linh cũng đi. Đâu anh ngủ đường rồi, đó đâu rồi hả? Nó có trên đầu luôn. Thôi à. Đi văn cơ cũng sợ mưa lơi mà. Mới cái mưa đủ chút xíu trên chứ rồi chứ. Cái con dây em còn không đã đi bên khá cũng như người đặt thằng sơn mấy luôn cái gì đâu mấy tiêu lá rồi mấy ba bông nè nãy đi qua cũng ướt đầu ướt cái tóc như thế này mười mấy cái là tới mười mấy cái mà có mưa không chiều danh cảnh đi trên đầu ông ngồi với ông mưa ngon hơn á ngồi đó bành ngồi đó mặt của bành luôn rồi ngồi hết tạm chút xíu đi ôi chèn tới ngồi chơi đẹp ha thử ra đây ý là để cho đây nè để phòng đây luôn thôi giờ anh chọn anh thôi giờ anh cao quá thôi chứ tại máy này kiếm việc cho người không có sợ thì cũng rồi đây nè vô con em mưa lạnh thôi chứ mưa rồi tôi với ông ba nè đi nó mà đi qua cực khổ thế đứng lên đứng xuống là cái này là cái đó vậy cầm để lại hai bên nè cầm để ra nè đó đi nhích gì đâu nếu có nóng gì đâu không nóng xuống em không sao nè dướng cây không dướng cây mình cái cuộc cua cái mình quay ra ra đấy đây khổ người không gì á thôi ăn đi bỏ đi sợ gì trời gió là thể có mưa kìa mà có mưa em xỉu luôn bây giờ YouTuber quay mà không có nói chuyện gì quay. Làm bài bến Thượng Hải nó là đồ quá đúng luôn, cái vụ rồi. Lò muốn bánh. Lò muốn lò. Cầm đi ăn gì, sao ăn? Đồ ăn. Mà, hôm nay ăn còn được, cái châu chi ăn đồ ăn. Cái gì vậy? Chú. Đúng không? Ở nhà đó rồi, ăn cạp cái mình cái vợ, cái gì nó không được. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Sỉ mỏ luôn vậy rồi. Chúng ta ở vậy ăn được dễ sống vậy thôi ha. Màu lớn nữa. Mày nói gì đâu, nói gì nữa. Nói gì biết rồi.
Em muốn làm cái gì? Đó, làm cái gì? Từ sao? Làm sao? Đâu có cộng được đâu. Dùng miếng anh. Mậu chui ngồi chẩu đi chứ anh. Anh nhậu mà anh không ngồi kỳ quá. Từ sao? Từ sao để nghe chứ nghe. Để làm gì nữa? Đi xuống à, nè. Hết mưa rồi. Còn cái hết mưa rồi. Để mấy ngoài, để cái vườn mấy ngoài cũng được. Lòng ra lại, lòng ra lại. Không, để gì vậy? Nó phớt cái này bật cái cuốn vô cái đầu cái nghe thấy cảnh nha. Thông minh. Quá thông minh. Thôi mấy người thông minh sao thông về thông vào. Trong cái chuyện, trong cái gì người ta nói đó. Không phải ta nói đâu. Tôi mới. Thì còn đâu mình. Mà bà chị hai vô luôn hả? Bà chị với. Nãy luôn là kia màu đi trong hai đứa thằng che đi chị. Không mưa, không mưa đâu, không mưa đâu. Bà báo nữa này. Bà lại ở em cũng chù à. Sao vậy? Bà nó ở rồi đó. Kỳ vậy? Cho muốn nha mấy người. Mà bố bé cháu mà thì chính bé luôn á, là trước đặt quá, không đi học luôn à. Chứ chứ nãy nãy gió đằng trước nè vậy đó đó nó ở thế nhỏ xíu à tí ơi ở thế nhỏ